tàu ma thuộc về người La Mã tên là Sea Fontaneles đã được tìm thấy gần một trong những bãi biển nhộn nhịp nhất Mallorca ở Tây Ban Nha. Con tàu chở hàng trăm amphora, một dạng bình cổ hai quai, thân bầu, cổ thon, đựng rượu vang, ô liu, dầu và garum, một loại nước chấm lên men. Khi con tàu thả neo ở vịnh Bahama, những con sóng hung dữ đã ập đến và chôn vùi toàn bộ lẫn hàng hóa. Mãi đến năm 2019, người ta mới tình cờ phát hiện ra nó, vẫn nguyên vẹn như vừa mới chìm đắm, còn nguyên hàng hóa xếp ngay ngắn. Điều khó hiểu là con tàu ma dài 12 mét, nằm cách một bãi biển đông đúc chỉ 50 mét và chìm ở nơi cách mực nước biển chỉ 2 mét, bùi nông trong cát, nhưng không ai phát hiện ra nó sau 16 thế kỷ. Các nhà nghiên cứu từ các trường đại học Barcelona, Cadiz và quần đảo Balearic đã hợp tác trong một dự án liên trường mang tên Aquamalona Laura nhằm phân tích giao thông hàng hải trong khu vực thông qua xác tàu ma. Bởi con tàu này liên quan đến một giai đoạn lịch sử sôi nổi mà hàng hóa còn nguyên vẹn trong tàu sẽ cung cấp nhiều dữ liệu. Cát và môi trường nước biển đặc biệt của nơi đây đã giúp các hiện vật được bảo tồn ở mức không thể tin nổi. Thậm chí các nhà khoa học còn tìm được vài chiếc giày còn nguyên vẹn, một mảnh vải dệt và nhiều vật dụng khác trông như chỉ mới vừa chìm hôm qua. Bản thân con tàu và toàn bộ hàng hóa trên, nó đều là những cổ vật có giá trị vô song. Dự kiến quá trình khai quật sẽ kéo dài đến năm 2023. Không có hài cốt nào trong tàu ma, cho thấy các thuyền viên hoặc may mắn đã tìm được vào bờ hoặc đã bị sóng cuốn đi.